với ban giám khảo. Kính thưa quý bạn đọc, em tên Bùi Thị Thanh Bình, học sinh lớp 6A tại trường trung học cơ sở Gia Nhiên. Hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, tỉnh Gia Lai 2022, em xin phép được giới thiệu đến mọi người cuốn sách Tìm về sức mạnh vô biên của Robin Sharma. Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian, đua với mọi người và cả chính mình để hoàn thành mục tiêu rồi lại vội vã lao về phía trước. Đó là khi ta ngồi trong căn phòng trống, suy ngẫm về cuộc đời và băn khoăn về ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Đó là khi ta gặp phải thất bại, cảm thấy bế tắc và hoài nghi về giá trị của những mục tiêu mà mình đã đề ra trong đời. Và rồi tự hỏi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là đích đến. Nó là một hành trình kết thành từ nhiều lựa chọn. Có ai đó đã nói rằng, mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời tri thức. Quả thật như vậy, qua mỗi cuốn sách ta sẽ bắt gặp những câu chuyện, những con người với từng mảnh đời số phận khác nhau. Đó là nàng Kiều với thân phận chìm nổi, bấp bênh cùng 15 năm phiêu bạt vì phải chịu đựng những hủ tục của một giai cấp thống trị thối nát. Là cậu bé Hồng với một tuổi thơ bất hạnh cùng toàn cảnh sống chật vật. Qua những câu chuyện ấy, mỗi người sẽ tự rút ra những bài học cho riêng mình. Với tôi, cuốn sách đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm và ấn tượng nhất là cuốn Tìm về sức mạnh vô biên của tác giả Robin Sharma. Có thể khẳng định rằng cuốn sách này sẽ hấp dẫn bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự thu hút của nó đến từ cách mà tác giả phối màu và trang trí bìa sách. Cuốn sách nhỏ gọn dài khoảng 20 trang, rộng 13 trang. Tông màu trắng xám rất phù hợp với nội dung của cuốn sách. Mặt bìa bọc bìa bóng trắng, trơn nhẵn. Tác giả thật tinh tế và biết cách chiều lòng bạn đọc. Khi đính kèm theo cuốn sách là những tấm ảnh nhỏ xinh dùng để người đọc viết lại cảm nhận của bản thân. Trên con đường đời, chúng ta có thể chậm rãi bước trên những lối đi êm mát với chiếc bao hoa cỏ xinh tươi quấn quýt bên mình, hoặc cũng có thể băng băng tiến về phía trước để đuổi theo những sắc màu lấp lánh của cuối chân trời, nơi hiện hiện ánh cầu vồng mê hoặc, nhưng thật ra chỉ là một khoảng không vô định. Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta. Câu chuyện trong cuốn sách cũng là một hành trình với những điều lựa chọn của nhân vật Julian. Sau cơn đột quỵ, Julian, một luật sư giàu có và có nhiều tham vọng, đã quyết định từ bỏ tất cả để thực hiện một hành trình tìm lại chính mình. Anh tìm đến Ấn Độ, đất nước của nền văn hóa cổ kính và bí ẩn. Trong quá trình khám phá đất nước xinh đẹp này, Julian đã gặp được các hiền triết sống tại vùng đất Sivana, huyền bí, và tiếp xúc với nguồn trí tuệ thông thái của họ. Tại đây, được sự hướng dẫn của các vị thiền sư, Julian đã tìm ra 7 yếu tố tạo nên cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, và anh đã hồi sinh mạnh mẽ. Tìm về sức mạnh vô biên, được biên dịch từ Me Work Walsh Horses Brady của tác giả Robin Sharma, là câu chuyện về hành trình khám phá nguồn lực vô tận trong mỗi con người. Nó sẽ mang đến cho bạn những phương pháp luyện tập hữu hiệu để xây dựng một cuộc sống viên mãn và nhiều ý nghĩa. Có thể nói, cuộc sống của chúng ta chỉ trở nên đầy đủ và ý nghĩa hơn khi ta biết cách khám phá nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong bản thân mình, hoạch định mục tiêu rõ ràng cho tương lai và sống hết mình trong hiện tại. Nhưng chất lượng cuộc sống của con người còn được đo bằng sự cống hiến đối với xã hội. Do vậy, để sống tốt hơn, hãy cho đi và giúp đỡ những ai đang cần đến ta. Mỗi người khi được sinh ra đều là một tài năng và đều có một sứ mệnh phải hoàn thành. Tìm về sức mạnh vô biên là câu chuyện về hành trình khám phá nguồn lực vô biên trong mỗi con người. Nó sẽ mang đến cho bạn những phương pháp luyện tập hữu hiệu để xây dựng một cuộc sống viên mãn và nhiều ý nghĩa. Có thể nói,
cuộc sống của chúng ta chỉ trở nên đầy đủ và ý nghĩa hơn khi ta biết cách khám phá nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong bản thân mình, hoặc định mục tiêu rõ ràng cho tương lai và sống hết mình trong hiện tại. Nhưng chất lượng cuộc sống của con người còn được đo bằng sự cống hiến đối với xã hội. Do vậy, để sống tốt hơn, hãy cho đi và giúp đỡ những ai đang cần đến bạn. Hãy cố gắng khai thác hết năng lực của bản thân và nhận ra sứ mệnh thực sự của mình. Khi đó, tài năng sẽ được tỏa sáng và sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta sẽ được hoàn thành. Hãy để tìm về sức mạnh vô biên trở thành người bạn đồng hành trên hành trình tìm về với chính mình. Để khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm hoặc chưa kịp làm trong đời. Tìm về sức mạnh vô biên thật sự là một tác phẩm đầy quyền năng và thông thái, có thể giúp chúng ta đạt được thành công và hạnh phúc đích thật trong cuộc sống. Robbins đã mang đến những trí tuệ của con người xưa đến gần với chúng ta hơn bằng câu chuyện hấp dẫn và lý thú. Tôi không thể đặt cuốn sách xuống khi chưa đọc đến trang cuối cùng. Với em, việc đọc sách quan trọng rất nhiều. Người ta có câu, nhà không có sách giống như thân thể không có linh hồn. Bởi lẽ, sách không đơn giản chỉ là khối hình chữ nhật. Bên trong có vô vàn là chữ, mà mỗi cuốn sách tưởng chừng như vô tri vô giác ấy lại là một linh hồn. Nếu như em được chọn trở thành đại sứ văn hóa đọc, trong khả năng của mình, em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những biện pháp thiết thực, phù hợp nhất để khuyến cố khích và lan truyền văn hóa đọc trong trường học. Việc quyên góp sách từ thiện cho các vùng trung du miền núi và xây dựng lên những thư viện đọc sách nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của mọi người, để ai ai cũng có cơ hội đến gần hơn với sách, là điều hết sức cần thiết. Em mơ ước có thể mở câu lạc bộ đọc sách nhằm khuyến khích gắn kết những người yêu sách, đặc biệt là các bạn trẻ, và giúp cho sách đến gần hơn nữa với con người. Sách mang lại kiến thức bổ ích cho chúng ta, giúp cho ta hiểu thêm về cuộc đời của những con người bất hạnh, qua đó nhằm rèn luyện những cảm xúc mà ta đã có và bổ sung thêm những tình cảm ta chưa có, giúp chúng ta thêm yêu đời, hạnh phúc khi thấy mình vẫn may mắn hơn những mảnh đời đang lưu lạc ngoài xã hội, làm đồ vật cho chúng ta giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi, hay là một người bạn bên cạnh ta lúc cần. Tìm đọc những cuốn sách hay tại thư viện, sau đó giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng đọc. Tích cực tham gia các hoạt động đọc sách báo do nhà trường và địa phương tổ chức, như là ngày hội đọc sách. Một thường xuyên cùng các bạn tìm đến những nơi có nhiều sách để mượn đọc. Tìm đọc câu chuyện mới, cuốn sách hay để đọc và kể cho các bạn. Tôi cũng sẽ khuyên bạn nên tham gia vào các sự kiện hội sách tại những địa điểm nhất định, sẽ có những cơ hội sách để mọi người có thể mua bán, đổi trả, trao đổi sách cũ mới với nhau. Điều này vừa giúp bạn có thêm những lựa chọn về những quyển sách trong tủ của mình, vừa tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ khi mua sách cũ. Việc đọc sách sẽ được ý nghĩa hơn nếu bạn lan tỏa văn hóa đọc sách đến với mọi người. Là một người trẻ tuổi, hãy mang niềm đam mê và nhiệt huyết của mình để lan tỏa điều ấy đến với mọi người xung quanh. Khi ấy, việc đọc sách của bạn còn ý nghĩa vô cùng lớn lao, vì nó đã lan tỏa đến với mọi người. Bạn đọc sách, tôi đọc sách và mọi người cùng đọc sách. Bản thân tôi đã và đang sẽ thực hiện những kế hoạch và phương pháp trên cho việc đọc sách của mình thêm hiệu quả hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ giúp tôi lan tỏa những cuốn sách hay, những cách đọc sách hiệu quả đến với mọi người, để văn hóa đọc sách trở nên phổ biến đối với mọi người. Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn ra công viên, những nơi công cộng, thay vì những chiếc điện thoại trên tay, mọi người đang cầm những cuốn sách. Hãy tưởng tượng trong khuôn viên trường, các bạn học sinh, sinh viên ngồi trao đổi ý nghĩa của những cuốn sách mình đọc được, thay vì túm tụng lại để bàn về một chiếc váy mới mua hay một chiếc
trào lưu nào đó mới mẻ của giới trẻ. Hãy thử tưởng tượng trong những ngôi nhà sau giờ ăn cơm, cha mẹ sẽ ngồi lại và đọc cho con nghe một cuốn truyện, một cuốn sách hay về cuộc sống thay vì chương trình giải trí trên truyền hình. Thật sự tuyệt vời biết bao. Người ta thường nói sách vừa là một người bạn, vừa là một người thầy. Cả thế giới đang nằm trong tầm tay bạn. Thực hiện được hay không là do bạn. Hãy thay đổi nhận thức ngay từ hôm nay để bước đến với những thế giới tri thức ý nghĩa của nhân loại. Tôi làm được và bạn cũng thế.